emergency crews rescued families with children in heavily flooded Segoville, Texas, while rains and flash flooding submerged houses, cars, and even trapped drivers in and around Dallas. The current so strong going past my house, it washed away. This woman was pulled to safety after the road flooded with little warning. I thought I was gonna die. I was just panicking because I just wanted to get out of my car, get out of the water. Dallas Fire Rescue. Thực trạng bên Mỹ hiện nay lũ lụt rất là lớn, anh chị và bạn biết, từ bang Texas cho đến Arizona, lũ lụt tan hoang, tan bời, ba lá. Các bạn thấy những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại. Khi mà ở Việt Nam mình có những cái gọi là lũ lụt thì nó quay qua chèn ơi, nó chửi tan nát tơi bời ba lá. Trong khi đó cái quốc gia sở tại quý vị thấy nó đu thư nan đè chứ không phải là không. Cái chuyện mà ở bên Mỹ khi mà những cái trận mưa lớn, tôi nói chuyện các bạn, dù Mỹ nó có giỏi cỡ nào giỏi nhưng mà nó không thể nào mà hứng chịu nổi những cái cơn mưa chút xuống, nhất là những cái bắt đầu những cái mùa này thì các bạn thấy cái tụi chống cộng ở hải ngoại, cái đám nhị nô sọc nô mất dạy đó các bạn biết, nó chỉ biết nhìn về Việt Nam thôi à, nó chỉ biết bới lông tìm vết soi mói Việt Nam bằng mọi thứ, mọi thủ đoạn của nó để nó xuyên tạc chống phá Việt Nam. Cho nên Lợi Minh lên mạng này kêu gọi bà con trong nước hết sức cảnh giác với cái tụi chống cộng ở hải ngoại. Tụi nó toàn là cái lũ ô hợp không à. Tôi nói thật, cái xứ Mỹ nó biết bao nhiêu là nan đề. Tôi nói mỗi lần mà tôi dở tin tức ra, tôi đang ngồi ở Việt Nam nhưng mà tôi theo dõi bên Mỹ lúc nào cũng sát nhiếp đó. Các bạn biết, ở tại Oklahoma, một người Việt làm bên nhà sĩ mới bị bắn chết. Rồi những cái nó cướp giữa ban ngày, rồi cuộc sống mưu sinh chèn ơi, nó cướp rồi mưa lũ lụt. Tôi nói các bạn biết, người dân lâm vào cuộc sống gọi là đường cùng. Trong khi đó những cái bọn chính trị gia Mỹ tự nó thì ăn trên mà chốc, chứ nó có lo gì cho dân đâu. Nói thật là nó cái xã hội Mỹ chỉ có mấy cái đám chống cộng nó lên, nó xuyên tạc, nó ca ngợi. Tôi nói ngay cả châu Âu dân thì khổ thế bà cố, mà mấy thằng chính trị gia thằng nào cũng ngồi đó hứa đủ thứ hết đó. Rồi nó chia chát với nhau, nó sống. Nhìn về quê hương mình biết rằng cũng còn có những nan đề, nhưng mà đất nước mình đang thay đổi để đặt cho nó tốt hơn. Thì là mình thấy cái câu chuyện mà lục lũ lục ở bên Mỹ mà nó đang xảy ra rất là khủng khiếp, cho nên chia sẻ để cho các bạn nhìn thấy những cái vấn đề mà thiên tai nó không có chừng ai chứ. Việt Nam hay Mỹ hay châu Âu hay bất cứ quốc gia nào, tôi nói ở những cái đất như đất Mỹ, đất châu Âu, mỗi lần những cơn mưa mà lũ lụt, các bạn biết con nhỏ này nó bị lũ lụt kéo mất xác chưa kiếm được á, con nhỏ nãy chưa kiếm xác được, có nhiều người thương tâm lắm kìa. Nó mà xảy ra lũ lụt á là không có ai mà không có ai mà chống đỡ nổi chứ. Người dân lâm vào cảnh khốn khổ. Cho nên mình hết sức bình tĩnh, đừng có lên mạng nghe mấy cái tụi chống cộng mất dạy, ô hợp. Tụi nó có giúp gì cho quê hương đâu, toàn là xảo trá lừa đảo không. Tôi nói quý vị, 10 thằng chống cộng hết 10 thằng toàn là cái đám ô hợp không à. Tụi nó ăn không ngồi rồi, xuyên tạc phá hoại. Ngồi đó cứ nhìn về quê hương bưới móc thôi, nó chẳng có giúp gì được cho bà con, những người mà đang ủng hộ tụi nó. Tôi nói thật mà nói, không nên. Cuộc sống của mình còn nhiều thứ mình phải mưu cầu cái hạnh phúc của mình. Cái ngồi đó mà cứ chạy theo cái đám chống cộng, rồi nghe theo mấy cái đài tiên truyền ô hợp của tụi nó, có tàu lao không à, nó không có đi vào đâu cả. Cho nên mình
xem tin tức mình thấy có những câu chuyện nó rất là thực tế và thực dụng, cho nên chia sẻ đến bà con trong nước để nhìn thấy được cuộc sống nó tốt hơn để mình vươn lên, chứ cứ ngồi đó mà than trách hoài thì không bao giờ khá nữa. Còn những nan đề thì nó sẽ được giải quyết đâu qua đó thôi, mình cố gắng mình vượt qua. Chứ mà đi theo mấy cái tụi chống cộng ở hải ngoại, con người của mình nó lú lẫng, nó không có phát triển gì hết. Thôi thì lại mình xin dừng lại ở đây. Xin chào anh chị các bạn từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Bye bye.